Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 187 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy và khắc phục những thiệt hại trong thời gian vừa giờ, giúp Khánh Duy chia sẻ, giúp Khánh Duy, thì các bạn có thể donate cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 187 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước lại nói đến Diệp Phúc lúc này đã thay đổi bánh xe số phận, thay đổi diện mạo, lấy ra bồ đoàn của Huyền Thiên Đại Đế, khoanh chân ngồi ở phía trước vi diệu Viên Thông Chân Quân. Còn ba người Ứng Tông Đạo thì đứng hầu ở phía sau Diệp Phúc và vi diệu Viên Thông Chân Quân, giống như đạo đồng vậy. Đại điện chớp lên, một người chậm rãi đi vào trong điện, đến ở trước mặt Diệp Phúc và vi diệu Viên Thông Chân Quân khoảng ngoài 10 trượng, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng không nói gì. Diệp Phúc đánh giá vị thần vương ở trước mặt, chỉ thấy khí chất của vị đàm tổ thần vương trước mặt này cùng với hắn đã thấy là Luân Hồi Pháp Vương cùng Nhân Mi Lão Phật rất không giống nhau. Luân Hồi Pháp Vương bá đạo vô cùng, quyết đoán, quyết tuyệt. Nhân Mi Lão Phật ngoại trung, nội gian, Phật tướng ma tâm, mà vị thần vương trước mắt lại có vẻ công chính, trung dung, có một loại khí độ đồ sộ, làm nản lòng người. Tuổi tác của y có vẻ không lớn, chỉ là cùng chạc tuổi Diệp Phúc, Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng, thế nhưng đầu tóc lại bạc trắng như tuyết. Y cũng không có phô trương khí thế của mình, phía sau cũng không có thần văn, chỉ là một người bình thường. Hơi thở của y cũng bình thường, chỉ là tựa như một người đi đường, chỉ sợ gây nên cho người khác sự chú ý đến mình vậy. Vị này đã chiếm cứ vị trí đầu tiên trong bảng truy nã ác nhân của thiên giới đã từ rất lâu, thanh danh hiển hách, làm cho vô số ma đầu, mặc dù là Cực Lạc lão tổ và đám nhân vật kia cũng đều phải khâm phục. Đây chính là vị thần vương Đàm Tổ Thần Vương. Ba người Ứng Tông Đạo âm thầm tò mò vị thần vương này cầu kiến, nhìn thấy sao lại không nói được một lời, chỉ là đoan trang ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, thực là lạ lùng. Thế gian này quả nhiên đã không có tiên nhân tiêu diêu tự tái. Đàm Tổ Thần Vương lặng yên ngồi một lát, mở to mắt rồi thản nhiên quét vi diệu Viên Thông Chân Quân liếc mắt một cái, làm cho Ứng Tông Đạo phải thét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy chính mình ở trong tử phủ của Viên Thông Chân Quân, phân thân nhất thời lọt vào một cỗ pháp lực áp lực mạnh mẽ vô cùng. Cũng may vị Đàm Tổ Thần Vương này tựa hồ cũng không muốn ép người quá đáng, liền thu hồi ánh mắt nhìn lại hướng của Diệp Húc. Diệp Húc nhất thời chỉ cảm thấy bánh xe số mệnh của mình vốn đã bị lục đạo chuyển rời, giờ phút này bị ánh mắt của y quay tới, quanh thân bíp bíp bo bo rung động, cơ hồ là muốn hiện ra chân thân. Sao? Đàm Tổ Thần Vương hả lên một tiếng kinh ngạc, thị lực tăng mạnh, nhất thời hoàn toàn đem mạng luân xoay chuyển, lập lại trật tự, làm cho Diệp Húc phải hiện ra chân thân. Ánh mắt của y dừng ở trên người Diệp Húc, lộ ra một vẻ kinh dị, chậm rãi đứng dậy, đi đến hướng Diệp Húc. Phía sau thần văn không tự chủ được mà trào ra, tung bay theo chiều gió, hơi hơi chớp lên, chấn áp chư thiên. Còn ba người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tịch, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa. Vị thần vương này cường đại, vượt qua phạm vi lý giải của bọn họ, cơ hồ là hóa thân đạo, làm cho người ta không hề có một chút lực chống cự nào. Tâm thần của Đàm Tổ Thần Vương lay động, phía sau thần văn hóa thành dải băng tung bay, tiếng nói rít lại: Ngài còn nhận ra ta không? Diệp Húc bị thị lực của y làm cho hiện ra chân thân, không thể không thừa nhận là Đàm Tổ Thần Vương cường đại. Lúc này đứng dậy trên bồ đoàn, âm thầm nâng cao tinh thần phòng bị mà cười nói: Tại hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần vương, một chút thần thông nho nhỏ làm cho thần vương chê cười rồi. Đàm Tổ Thần Vương thân hình chấn động, dừng bước lại. Phía sau thần văn dũng mãnh nhập vào thân mình, chìm vào trong vòng trầm mặc, đột nhiên chưa sót cười nói: Tỷ ra cường đại như ngài cũng không cách nào sống đến cái thế thứ hai. Lục đạo bất phục, luân hồi bất tái,
ngay cả ngài cũng không có cách nào sống mãi. Ta còn chờ gì nữa mà còn hy vọng nữa đây? Diệp Phúc trong lòng chỉ cảm thấy khó hiểu, thấy không hề có ác ý, liền hỏi thử. Thần vương, vì cớ gì mà nói ra lời ấy vậy? Đàm tổ thần vương chậm rãi đứng dậy, thở dài nói. Ta nguyên bản ở trên bảng truy nã nhìn thấy bức họa của ngươi, đã tưởng cố nhân của ta. Này xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tên xếp hạng thứ nhất trên bảng truy nã là Diệp Phúc Diệp Thiếu Bảo. Ngươi thần thông như thế, danh bất hư truyền, suýt nữa giấu giếm được con mắt của ta. Nghe nói ngươi chém chết con của Đại Nhật đế quân Lăng Tiêu đế tử, thật sự là một thiếu niên anh hùng. Ba người Ứng Tông Đạo không khỏi động dung, nhìn về phía Diệp Phúc. Con cái của vua chúa là nhân vật bậc nào, vô luận là tu vi thực lực đều viễn siêu hơn thần tử, lại còn bị Diệp Phúc chém giết. Thực lực của Thiếu Bảo đã vượt xa chúng ta rồi. Chư vị, các ngươi đã thu được tài phú đủ nhiều rồi, thu tay lại thôi. Cao thủ trong Tổ Vương Thần Thành đều là đáp ứng lời mời trước đây mà đến. Trong những người này cũng không thiếu hạng người có thần thông quảng đại. Nếu là nhận ra được âm mưu của các ngươi, chỉ sợ các ngươi khó có thể đạt được kết quả tốt kìa. Đàm tổ thần vương liếc mắt một cái về phía Diệp Phúc, rồi lại thở dài, có vẻ có chút cô đơn, xoay người rời đi, lẩm bẩm nói. Người không phải ngày ấy, không phải ngày ấy. Sau khi rời khỏi, đám người Diệp Phúc chỉ cảm thấy áp lực giảm đi, lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra được. Thần vương thật sự là quá mạnh mẽ, con đường tu hành thật sự là vĩnh viễn không có chừng mực mà. Diệp Phúc hiếu kỳ nói. Sư huynh, các người có biết vì sao đàm tổ thần vương lại muốn triệu tập các cao thủ trên bảng chuyên ã không vậy? Này Thường Thiên Đế Tôn đã chết, đế vị treo không? Theo ta thấy, đàm tổ thần vương chỉ sợ cũng có chí hướng vấn đỉnh đế vị, bởi vậy mới có thể triệu tập quần hùng, tính xây dựng thế lực của chính mình, làm căn cơ tranh đoạt đế vị. Ứng Tông Đạo suy tư nói, Hạng Tịch trầm giọng lên tiếng. Đàm tổ thần vương nói không có sai đâu, này chúng ta đã bị y nhìn thấu, nếu như cứ tiếp tục nữa, nói không chừng sẽ bị các bọn người thần thông quảng đại kia vạch trần mất thôi, khi đó có muốn đi cũng không xong đâu. Ma Hoàng cười ha ha nói. May mắn này Thiên Đế chưa đứng thẳng, nói không chừng tương lai ta có cơ hội vấn đỉnh đế vị. Chư vị à, chúng ta tốt nhất thấy hảo tự thu, miễn không cho lộ chân tướng dấu vết đi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, Diệp Phúc lúc này lại thay đổi bánh xe số phận, quanh thân đạo vận thần văn tràn ngập, cười ha hả vươn người mà đi, phiêu nhiên rời khỏi Tổ Vương Thần Thành, cất cao giọng nói. Thiên địa đại biến sắp lại bắt đầu, trùng hư tiểu đạo hữu, ta và ngươi rời khỏi đất thị phi này thôi. Cẩn tuân dạy bảo. Ứng Tông Đạo thúc giục vi diệu viên thông chân quân cùng với tả hữu tiên quang tràn ngập, Ma Hoàng cùng Hạng Tông Chủ hai người cũng nhắm mắt theo đuôi, trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Chỉ nghe tiếng ca truyền đến, không biết là của vị tiên nào làm bài ca này. Nhà của ta ở Thiên Ngoại Thiên, nhàn vân giá hạc tú đẳng nhàn, ta có thuật trường sinh bất lão, chỉ sợ người khác vô tiên duyên. Tiếng ca kia lượn lờ, dư âm không dứt, làm cho người ta trở về chỗ cũ không thôi. Hai vị lão thần tiên kia đi mất rồi. Có người bóp cổ tay thở dài nói. Lão tử còn chưa kịp đi thỉnh bọn họ nhìn xem cốt cách tư chất của bọn họ như thế nào, làm sao bọn họ lại đi mất rồi vậy? Thấy lão tử thanh kỳ cốt cách, nói không chừng có thể lọt vào mắt của lão thần tiên, được lão thần tiên chuyển cho thật bất tử ấy chứ. Vừa rồi trong tiếng ca của hai vị lão thần tiên hát đến Thiên Ngoại Thiên, chẳng lẽ là cố ý ám chỉ chờ ta đi Thiên Ngoại Thiên tìm kiếm tiên duyên hay sao? Có người thầm nghĩ ở trong lòng. Vù vù, vài luồng hơi thở mạnh mẽ phóng lên cao, thẳng đến phương hướng đám người Diệp Húc rời đi, hung uy tràn ngập, rõ ràng là bọn họ tính đuổi theo đám người Diệp Húc, chém giết bọn họ để siêu hồn tắc phách, tìm thuật trường sinh bất tử. Thế nhưng tốc độ Diệp Húc cực nhanh, nhanh như thế nào đây? Bọn họ chỉ thấy một đạo lưu quang chạy đi, liền vô tung vô ảnh, căn bản làm cho bọn họ không thể nào tìm kiếm được. Mấy vị vu tổ này hừ lại một tiếng, chạy về trong thành. Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, người thật ra là ai? Chẳng lẽ người thật không phải là hắn sao? Mà lúc này đàm tổ thần vương từ xa nhìn thấy Diệp Húc một đạo lưu quang bỏ chạy, lộ ra một nét cười, nhưng lập tức nụ cười lại cứng đờ. Chỉ thấy Diệp Húc thu lại một thân đạo vận thần văn, nghênh ngang phản hồi Tổ Vương Thần Thành. Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng cùng với Hạng Tịch đều tự thay đổi một gương mặt,
hẳn là bị Diệp Húc thay đổi bánh xe số phận, thay đổi thân phận, cũng ngây ngang cùng Diệp Húc sóng vai cùng đi, không có chút nào sợ hãi bị người khác nhìn ra dấu vết. Tiểu tử này tại sao lại trở lại rồi? Chẳng lẽ còn chuẩn bị tiếp tục lừa gạt chung quanh sao? Đàm Tổ Thần Vương cảm thấy nao nao trong lòng. Tống lão đệ, Tống lão đệ. Cực Lạc lão tổ thân hình chợt lóe lên, hiện ra tại trước mặt đám người Diệp Húc, rồi thở dài mà nói: Lão đệ à, ngươi vừa rồi đi nơi nào vậy? Ngươi lại không biết trong khoảng thời gian ngươi rời đi này xảy ra bao nhiêu chuyện thú vị. Mà mấy vị này là... Cực Lạc lão tổ hé mắt liên tục đánh giá ba người Ứng Tông Đạo, rồi nghi ngờ nói: Ba vị tuổi trẻ tài tuấn, thoạt nhìn thế lạ mặt vô cùng, hay là cũng là tân binh trên bảng truy nã sao? Ứng Tông Đạo ho khan một tiếng, thở dài nói: Ba người chúng ta cùng Tống lão đệ chính là đã biết nhau từ trước, bởi vì một chuyện nhỏ, vừa mới bị lên bảng truy nã của thiên giới chưa được bao lâu. Hạng Tịch thì ấp a ấp úng nói: Ta không có làm gì ác cả, mà lại phải lên bảng truy nã, việc này chúng ta đi nơi nào nói cho có lý lẽ đấy. Ma Hoàng thì ủ rũ khổ sở cười nói: Thiên hạ to lớn như thế này mà không có nơi dung thân cho ba người chúng ta, đành phải nhờ dưới trướng Đàm Tổ Thần Vương bao che cho vậy, cầu cho được nhất thời bình an. Cực Lạc lão tổ nghe vậy có cảm giác đồng bệnh tương liên, thổn thức mà nói: Trời ghét thiền lương, để cho ta cùng các trang thần nghĩa sĩ không có đất dụng võ, thật ra làm cho người ta thất vọng đau khổ. Ba vị à, ta cùng với Tống lão đệ kết nghĩa kim lan, nay gặp được ba vị tuổi trẻ tài tuấn, một phen trò chuyện với nhau lại ý hợp tâm đầu, lão phu liền dày mặt đề nghị muốn cùng ba vị kết làm huynh đệ khác họ, cộng sinh đồng tử, cùng hoạn nạn, ba vị nghĩ sao? Sắc mặt của Diệp Húc nhất thời trở nên cực kỳ cổ quái, ho khan liên tục. Ba người Ứng Tông Đạo hiểu sai ý, ba người liếc nhau, cảm thấy Cực Lạc lão tổ một thân tu vi sâu không lường được, người vừa hòa thiện, mặt mũi hiền lành, không hề giống với ác nhân. Nếu như cùng y kết bái hẳn là không có gì xấu, nên đều vui vẻ nói: Ta cũng đang có ý này. Cực Lạc lão tổ mừng rỡ cười nói: Chúng ta năm người đều là do kiếp trước trung nghĩa hiền lương, mỹ ngọc lương tài, này kết bái có thể nói là một hồi giai thoại, nhất định là lưu danh sử sách rồi. Ồ, bên kia mấy vị tiểu nương tử đang bày tới, đấu sinh tuấn tú, làm cho lão ca ca ta xuân tâm nhộn nhạo. Ha, các vị huynh đệ trong lòng có đồng cảm hay không đây? Thanh âm của lão nhân này to rõ truyền khắp toàn thành, đem đến cho người ta một sự chú ý. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên thiên khung vài cụm mây màu giống như ngọc bay lại, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tới Tổ Vương Thần Thành. Ở trên mây, mấy vị nữ tử sắc thực thướt tha, làm cho tim người ta đập thình thịch. Cực Lạc lão dâm tặc, đây là ngươi tìm đường chết hay sao? Cầm đầu là một vị cung trang thiếu nữ có vầng trán lạnh lùng, hung hăng quét tới đám người Diệp Húc, cười lạnh mà nói: Thì ra bây giờ còn có phải tên tiểu dâm tặc này giúp đỡ, khó trách to gan lớn mật, dám đùa giỡn thiên cơ doanh ta. Đàm Tổ Thần Vương, thần vương của nhà ta sắp giáng lâm, còn không mau quỳ nghênh nhận lấy cái chết đi. Ứng Tông Đạo, Hạng Tịch cùng Ma Hoàng cùng nghe mà càng cảm thấy không ổn, vội vàng lôi Diệp Húc sang một bên, thấp giọng mà nói: Thiếu bảo, y rốt cuộc là ai vậy? Còn có thể là ai nữa đây? Diệp Húc rất vui sướng khi có người gặp họa, cười nói: Tự nhiên là bài danh thứ 4 ở trên bảng chuyên lã, Cực Lạc lão tổ rồi. Sao? Cực Lạc lão tổ sao? Ba người sắc mặt tối sầm, khổ sở đến cơ hồ hộc máu. Hồ đồ rồi, rõ ràng cùng lão giả dâm tặc này kết bái huynh đệ, ba người chúng ta một đời anh danh, nay hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Lại nói, mỗi một ác nhân trên bảng truy nã của thiên giới cơ hồ đều là hạng người hung danh uyên bác, làm nhiều việc ác, thế nhưng mà nổi danh nhất vẫn là Cực Lạc lão tổ. Cực Lạc lão tổ thanh danh đã bừa bãi đến mức là mặc dù là người ác làm nhiều việc ác, đối với y thì hành vi cũng có chút khinh thường. Y chỉ hận là không thể giết được nhiều hơn cho thống khoái. Nhưng mà lão già dâm đãng này sắc thực là cực kỳ mạnh, đường đường là một vô tổ, một thân tu vi thông thiên, đạo vận thiên thành, thực lực cực kỳ lợi hại. Trừ khi là thần vương ra tay, những người khác rất khó có thể bắt được y, vì thế mà y vẫn tiêu dao cho đến tận bây giờ. Hiện tại sắc mặt đám người Ứng Tông Đạo đang cực kỳ phấn khích, thầm nghĩ trong lòng: Cũng tốt, chúng ta bị Tiếu Bảo thay đổi đi hình dạng, thay đổi đi bộ mặt, giờ đây chúng ta dùng cũng không phải là tên tuổi của mình, nếu không thì thật là không còn để đâu thể diễn làm người nữa rồi.
Mà lúc bấy giờ, người thiếu nữ mặc cung trang cầm đầu kia hừ lạnh một tiếng, thần sắc không vui mà quát lớn: "Đàm tổ thần vương ở đâu, còn không ra nghênh giá? Còn các ngươi, cái đồ không biết sống chết này nữa, còn không mau quỳ xuống nghênh đón thần vương đi." Cái gì mà thiên cơ thần vương cho má gì chứ? Ngạc tổ nhai răng cười, cao giọng nói: "Vừa rồi Cực Lạc lão tổ mới nói y và mấy huynh đệ của y nhìn thấy ngươi đều tâm xuân nhộn nhạo. Ngươi cẩn thận, không thì chính tiết của ngươi khó giữ được, sẽ bị năm người bọn họ vùi hoa dập liễu mất thôi." Cô gái kia tức giận đến nỗi thân thể mềm mại rung lên, đang muốn nói chuyện chỉ nghe một người buồn rười rượi nói: "Cực Lạc lão tổ từng vừa mới vùi hoa dập liễu cả mấy trăm vương phi, mà mấy huynh đệ của y kia lại cũng rất là được, chiếm đoạt số thiếu nữ nhiều đến đếm không xuể. Mấy người tiểu nữ từ các ngươi nhất định sẽ được vinh đăng Cực Lạc, được bay lên cõi tiên, sung sướng đến méo mó mà chết đi kìa." Lại có một người cười nham hiểm nói: "Sẽ sung sướng đến thành người khô đấy. Một thân nguyên âm của các ngươi sẽ bị bọn họ ép khô tất cả, đến một giọt nước cũng không còn, mà các ngươi sau khi chết trên mặt tuyệt đối vẫn mang theo nụ cười thỏa mãn kìa." Vài cô gái ở Thiên Kỵ Doanh làm sao gặp được loại già lưu manh bậc này, tức giận đến nước mắt rưng rưng, môi run run, nói không ra lời. Kẻ có tư cách được ghi trên bảng truy nã của thiên giới đều là những người cùng hung cực ác, mồm nói ra toàn những ngôn từ bẩn thỉu. Người này một lời, người kia một câu, làm cho các nàng tê tả, còn đâu dáng vẻ bệ vệ ban đầu, lắp ba lắp bắp đến nói không ra lời. Vẻ mặt Cực Lạc lão tổ tươi cười, hướng về đám ma cô chung quanh chắp tay nói: "Chư vị khen chật rồi, khen chật rồi. Lão phu thì đã danh dương thiên hạ, tuy nhiên mấy vị huynh đệ này các vị còn chưa có biết tên đâu. Nói để chư vị biết cũng tốt. Bên cạnh ta đây, vị này là huynh đệ kết nghĩa của ta, tên là Tống Cao Đức. Còn vị này là yêu chủ, vị này là Diêm Phù Thị Đại Tôn. Còn vị này là Đăng Hầu, đều là anh em kết nghĩa của lão phu cả." Y đem Diệp Húc và đám người ứng tông đạo giới thiệu một lượt, đám quần ma đều liếc mắt về phía y. Ngạc tổ nhe răng cười nói: "Lão già dâm đãng, ngươi làm lão tử phải thật sự để mắt đến ngươi. Nếu không phải kẻ thù ở ngay trước mắt, người đầu tiên mà lão tử muốn ăn tươi nuốt sống chính là bọn cặn bã các ngươi kìa." Ứng tông đạo, Ma Hoàng và Hạng Tịch đều âm thầm lau mồ hôi lạnh, nói thầm một tiếng may mắn. May mắn, may mắn thay cho chúng ta, dùng đều không phải là tên tuổi của mình, hình dáng của mình. Nếu không thì chỉ còn cách là chạy ra khỏi thế giới vô hoang này thôi. Ứng tông đạo với yêu chủ là bạn cũ, bởi vậy ứng tông đạo báo lung tung ra tên tuổi yêu chủ. Còn Ma Hoàng với hàng cổ ma vực Diêm Phù Đề hiện là hai kẻ đối đầu. Giám thiên sứ của thế giới vô hoang thì đã làm cho hạng tông chủ không thể không giả chết để chạy đến một thế giới khác, nên Ma Hoàng và Hạng Tịch báo ra tên tuổi của hai người bọn họ. Nhạc phụ của ta cùng với bọn họ sau này mà thành tựu vô hoàng, rồi sau khi phi thăng nhất định sẽ buồn bực mà tức đến hộc máu ra mất thôi. Diệp Húc cười đau khổ. Cực Lạc lão tổ cười lạnh một tiếng, lên tiếng nói: "Cá sấu chết tiệt, ngươi tưởng rằng lão tử sợ ngươi hay sao?" Ngạc tổ giận tím mặt, đỉnh đầu đột nhiên đạo vận lao ra, hóa thành một vị ngạc hoàng đế. Vị ngạc hoàng đế này dữ tợn hung ác, cặp môi dày với cái đầu thật to, há miệng. Cái miệng chiếm đến 1/3 thân thể quanh thân, dài, bao đầy ắp quái lân. Một đám mụn xù xì gồ lên, trông cực kỳ hung mãnh, hung ác, gớm ghiếc. "Hái hoa tặc, lão tử xưa nay xem thường nhất là các loại người như ngươi, khi dễ tiểu nữ nhân. Nữ nhân là để ăn chứ không phải để vùi dập. Cái đồ chó má thiên cơ thần vương kia còn chưa tới, lão tử trước hãy ăn bọn cặn bã các ngươi làm món khai vị, sau đó sẽ ăn nốt bọn chó má thiên cơ thần vương kia." Ngạc tổ liên tục nhe răng cười, từng bước dài tiến lại. Cực Lạc lão tổ giận dữ bước nhanh đến phía trước nghênh đón, giận dữ cười nói: "Cá sấu chó chết, những nữ như này có bị lão tử vùi hoa dập liễu, mặc dù là chết đi nhưng đều được thỏa mãn. Còn như thằng nhãi nhà ngươi, nam nhân cũng ăn, nữ nhân cũng ăn, không hề biết thương hương tiếc ngọc. Hôm nay Cực Nhạc ra ra lột da của ngươi ra, đem lại công lý cho những tiểu nữ nhân đã từng phải chết trong bụng của ngươi kia." Bọn người ứng tông đạo, Ma Hoàng cùng Hạng Tịch im lặng không nói gì. Cực Lạc lão tổ quả thực là chân chính cực phẩm cặn bã, những điều đáng khinh mà xuất phát từ trong miệng của y nói ra đều trở nên có vẻ đạo mạo và đều có một cái lý. Còn về phần Diệp Húc, đối với tập tính của Cực Lạc lão tổ đã nhìn quen mắt, cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái. Khí thế hai vị vu tổ phát ra, hung uy bắn ra bốn phía, bức khai tất cả những người ở chung quanh, để lại một khoảng trống lớn ở giữa sân.
quần ma bắt đầu khởi động, tất cả đều trầm trồ khen ngợi, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Về phần vài vị nữ đệ tử Thiên Cơ Doanh kia, sớm đã bị bọn đồ đệ này ném ra sau đầu. Mấy vị nữ đệ tử Thiên Cơ Doanh kia đi cũng không được, ở lại cũng không xong, đứng ở giữa không trung không biết phải làm sao. Trong lúc Ngạc Tổ cùng với Cực Nhạc Lão Tổ đang sắp khai chiến, đột nhiên một cỗ hơi thở che trời phủ đất rất nặng nề áp chế xuống thiên không, thiên phần, Ngọc Hoàng Thiên. Toàn bộ thiên không như ngọc, từng đạo thần văn cực lớn lưu động, cộng có đến hơn 49 đường theo số đại diễn. Những thần văn này dịch đãng hạ xuống, giống như từng sợi dây xích thần kỳ treo ở phía trên bầu trời chung quanh Tổ Vương Thần Thành. Nhất thời Diệp Húc chỉ cảm thấy thần văn hạ xuống thiên địa đại đạo đều bị vặn cong, cơ hồ không cảm ứng đến. Hầu như tất cả chỉ còn lại 49 đạo thần văn kia mà thôi. Bên trong những đạo thần văn này truyền đến những tiếng ca tụng, những âm thanh đầy nhịp điệu huyền ảo vô cùng, phảng phất giống như có thể nhìn thấy mỗi người trong cả cuộc đời những gì đã gặp qua và có cả ở tương lai nữa. Thiên đạo tứ kiều khí chính là Thiên Cơ Thần Vương. Nghe nói người này phụ trách trưởng quản thiên đạo, giám thị chư thiên vận hành, thống soái Thiên Cơ Doanh, quan sát chư thiên, tổng quản thiên cơ, là đại tướng đắc lực nhất dưới trướng Thương Thiên Đế Tôn. Lúc này Ngạc Tổ và Cực Lạc Lão Tổ lập tức dừng tay, cũng đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tổ Vương Thần Thành bị 49 đạo thần văn vây quanh, phảng phất giống như từ Ngọc Hoàng Thiên bốc lìa ra vậy, đưa vào một không gian hoàn toàn độc lập. Ở phía xa xa, đầy trời từng đạo hào quang màu đỏ như dáng cầu vồng bay tới, kết thành thải phượng, hồ điệp, kim long, tất phương, kỳ lân, thiên mã, đủ loại dị thú. Tất cả cùng xuống vào kéo một chiếc bảo liễn tiến lại. Nơi chiếc bảo liễn trên cung trung, linh quang sáng lạn úp xuống thành mui xe, che lấp đi sự nguy nga tráng lệ của bảo liễn. Chỉ thấy đủ loại linh quang ngưng tụ thành nước từng giọt từ trên mui xe rỏ xuống, phát ra những tiếng tinh tang, du dương dễ nghe. Những giọt nước này rơi xuống giữa chừng ở trên không, lại bốc hơi mà bay lên, cứ thế phản phúc tuần hoàn, lên lên xuống xuống. Còn ở trong bảo liễn, một người ngồi cao ngất, quanh thân thần văn giống như từng vòng vờn quanh, phía sau thân chồng chồng chất chất, cùng sở hữu hơn 49 đạo thần văn đại biểu cho số đại diễn. Bộ mặt của y mông lung làm cho người ta không thể nào nhìn rõ, thế nhưng lại làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thần thánh, cực kỳ thần bí. Là người mà binh lính không đánh mà đã bị khuất phục, là người mà không giết người thế nhưng lại đoạt hồn phách của người ta. Chung quanh bảo liễn, từng vị vu tổ quanh thân đạo vận tràn ngập, tuy rằng cũng có khí thế cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng nếu so với một thần vương ngồi trong bảo liễn kia thì cũng vẫn còn kém đến một hai bậc. Bọn họ thì giống như những ngôi sao li ti, mà vị thần vương kia thì giống như một vầng trăng sáng. Thiên Cơ Thần Vương. Đôi mắt nhỏ của Ngạc Tổ hung quang bắn ra bốn phía, nhe răng cười liên tục. Đỉnh đầu đạo vận cuồn cuộn như một cây cột, hóa thành một ngạc đế vương, thân dài đến mười mấy vạn trượng, tất cả đều thuần túy do đạo vận tổ thành. Há to cái miệng như một chậu máu, răng rắc một tiếng cắn vào hư không, hướng vào bảo liễn cùng nhiều vu tổ kia mà cắn tới. Lão tử đã ăn nhiều người trong thiên hạ rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên ăn một vị thần vương. Ngạc Tổ bình sinh mãnh liệt vô cùng, tính toán đem Thiên Cơ Thần Vương cùng nhiều vu tổ dưới trướng hết thảy một miếng ăn gọn. Mặc dù là Diệp Húc cũng không thể không bội phục người này, thật là hung hãn vô cùng. Cái thân hình thuần túy do đạo vận xây dựng mà thành ngạc đế vương này rung đùi đắc ý, mồm to nuốt trời, mắt thấy liền muốn đem nhiều vị vu tổ tính cả thần vương trong bảo liễn cùng nhau nuốt vào trong bụng. Đột nhiên chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy trên mũi xe một giọt linh khí hóa thành một giọt thủy châu nhỏ. Vị thần vương ngồi trong bảo liễn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, chỉ thấy thủy châu bay lên nện vào ở trên ót của ngạc đế vương kia. Dầm, cái đầu của ngạc đế vương như gặp phải một kích mạnh mẽ, ầm ầm vỡ vụn, tất cả đều tan rã hóa thành đầy trời đạo vận vỡ vụn. Ngạc Tổ thì thét lớn một tiếng, đạo vận của y ngưng tụ ra tất cả tu vi. Nay đạo vận vỡ vụn, không thể nghi ngờ là bị người phế bỏ một thân tu vi thần thông. Lúc này đang giống giận liên tục, rồi đột nhiên hóa thành nguyên hình là một vị ngạc đế vương vô cùng khổng lồ. Người hắn đứng lên, cái đầu bằng phẳng từ trong thành cao cao dựng lên, sừng sững ở giữa không trung. Ánh mắt đỏ ngầu giống như hai vòng ánh trăng màu đỏ hồng, mồm to nuốt hút linh khí thiên địa, lỗ mũi phun ra hai luồng khói đặc. Y giơ cái đuôi của mình lên, từ bên trong Tổ Vương Thần Thành quang ra, hung hăng phách về phía cỗ xe bảo liễn. Vẫn tính cùng Thiên Cơ Thần Vương liều mạng cao thấp, quyết chiến sinh tử. Ngạc Tổ trở về.
bỗng thanh âm của Đàm Tổ Thần Vương đột nhiên vang lên, không thanh, không đạm mà nói. Ngạc Tổ rụt cái đuôi lại một chút, thân hình càng ngày càng nhỏ, rơi vào ở trong thành, kính cẩn lên tiếng. Cẩn tuân Thần Vương phân phó. Thiên Cơ lão nhân, lão tử chức cho tha cho ngươi một mạng vậy. Đồ đệ hùng hãn, không biết trời cao đất rộng. Cỗ xe bảo liễn kia lái tới, lơ lửng ở trên không Tổ Vương Thần Thành. Thiên Cơ Thần Vương đứng dậy, đi ra khỏi bảo liễn, lạnh nhạt nói. Đàm Tổ Thần Vương, nếu là ngươi thành thật im lặng, tránh ở bên trong thiên phần, thì ngươi có thể còn có một con đường sống. Tiếc rằng, ngươi không an phận thủ thường, cố tình muốn đối nghịch cùng chư thiên thần vương, triệu tập thiên hạ ác nhân, mưu đồ gây rối, ý đồ phản hồi chư thiên. Nếu không có như thế, nơi sống của ngươi như thế nào lại bị bại lộ cho được? Lưới trời tuy thưa, thế nhưng khó lọt. Vị tồn tại dư nghiệt kia, nay chỉ còn lại một người, đó là ngươi. Sau khi ngươi chết rồi, thế gian sẽ không còn có dấu vết của y nữa. Ngươi tự tìm đường chết, không trách được ta. Đàm Tổ Thần Vương cười ha hả, tóc bạc bay lượn, cất cao giọng nói. Thật không nghĩ tới, sau khi ân sư chết đi, Thiên Cơ Thần Vương ngươi vẫn còn kiêng kỵ như vậy. Đường đường là thần vương, lại yếu đuối đến loại trình độ này. Ta trưởng quản thiên cơ, xem khắp chư thiên, người nọ bất quá là một người chết mà thôi, sao ta lại phải sợ hắn đây? Thiên Cơ Thần Vương hừ lạnh một tiếng. Vần quanh Tổ Vương Thần Thành chứa nhiều thần văn chớp lên, chỉ thấy trong tay của y nhiều thêm một cái ống trúc. Ống trúc chùm xuống phía dưới, chỉ thấy thần văn rung chuyển, vậy mà lại đem Tổ Vương Thần Thành nhổ lên tận gốc, ý đồ thu vào trong ống trúc. Tổ Vương Thần Thành kịch liệt chớp lên, nhưng cuối cùng cũng không bị 49 ký thiên đạo rút lên. Khí thế của Đàm Tổ Thần Vương cùng Tổ Vương Thần Thành tương lên, y thản như nói. Tôn sư cùng với ta, nửa sư, nửa hữu. Một nửa là thầy, một nửa là bạn, chỉ có ta là không thành cái thứ nhất thôi. Lúc trước khi các người ám toán ân sư ta, thì ta chỉ là Thánh Hoàng. Thế mà đến nay, đã mấy trăm năm đi qua, ta cũng đã là Thần Vương. Thiên Cơ Thần Vương, người nghĩ rằng ta triệu tập thiên hạ quần hùng, chỉ là vì để trở về chư thiên thôi sao? Thân hình của y chấn động, quanh thân thần văn trào ra, hóa thành hồng bông tử khí. Ở bên trong tử khí, kết xuất thành một đóa hoa thanh liên, cười ha hà rồi nói. Kỳ thực, chỉ là ta muốn dụ người tới, để kết thúc câu chuyện năm đấy. Cốt để lấy máu ngươi, tế ân sư ta thôi. Lúc bấy giờ, ánh mắt của Diệp Húc không tự chủ được, dừng lại ở phía trên gốc cây hồng mông thanh liên này, trong lòng cả kinh thầm nghĩ. Thì ra, Đàm Tổ Thần Vương tu luyện là hồng mông thanh liên kinh, công pháp của thanh đế. Khó trách có thể trong ngắn ngủi trong vòng mấy trăm năm lên từ Thánh Hoàng tu luyện tới cảnh giới thần vương. Hồng mông thanh liên kinh của y so với của ta còn đầy đủ hơn không biết bao nhiêu lần. So với vị huyền thiên đại đế kia ở trong bí cảnh truy sát vu tổ của ta còn muốn hoàn chỉnh hơn. Trong lòng của hắn đồng thời lại có đến vài phần hiếu kỳ. Không biết cái vị ân sư trong miệng Đàm Tổ Thần Vương là ai đây? Người này đương nhiên tùy tùy tiện tiện truyền thụ cho đệ tử tâm pháp đế cấp, nhất định là một nhân vật đế cấp rồi. Ồ, vậy sao? Được, Đàm Tổ Thần Vương, người muốn giết ta, ngược lại ta cũng muốn giết ngươi, muốn hoàn toàn diệt trừ đi dương nghiệt kia. Ta sẽ ở phía trước chờ ngươi. Thiên Cơ Thần Vương tâm niệm vi động, chỉ thấy từng đạo thần văn hóa thành cây thăm bằng trúc, ào ào rơi vào trong ống trúc, rồi lại lập tức nổi lên lơ lửng ở trên trời. Phiêu nhiên rời đi, hắn trầm giọng nói. Tiệu những cái khác lưu lại, còn ta sẽ đem những đám ô hợp này hết thảy giết sạch, một tên cũng không để lại. Chư vị, ta nếu như không chết, chúng ta còn có lúc gặp lại. Đàm Tổ Thần Vương cười ha hả. Y nguyên bản nguyên hình là bình thường, giờ phút này toàn bộ khí thế phóng ra, đương nhiên có một loại uy nghiêm làm cho người ta không thể nhìn thẳng vào được. Hồng bông tử khí nghìn vạn dặm truy thẳng về hướng Thiên Cơ Thần Vương. Cùng tiễn Thần Vương. Cực Lạc Lão Tổ vái lại đến sát đất, cao giọng nói. Chúc Thần Vương dương cờ đắc thắng. Ở bên trong thành, quần ma đều vái lại đến sát đất. Một cỗ chiến ý bùng nổ, thanh động cửu thiên, tất cả cùng hô to. Cùng tiễn Thần Vương, chúc Thần Vương dương cờ đắc thắng. Hai đại thần vương lần lượt biến mất, chỉ để lại Thiên Cơ Doanh, các vị vu tổ của các doanh, cùng với rất nhiều ma đầu có tên trên bảng truy nã, ác nhân Tổ Vương Thần Thành. Hai thế lực lớn giằng co. Không gian yên tĩnh, không một tiếng động. Cuộc chiến của thần vương, ngoại trừ thần vương có thể ra tay, còn lại thì mặc dù là vu tổ cũng không có tư cách tham dự vào.
Khi bọn họ đã lâm trận thì không có một người nào, không có một cái gì có thể đuổi đến được hai vị thần vương này. Bởi vậy, ngay đến cả tư cách xem cuộc chiến cũng không có. Trải qua một trận chiến hôm nay, tà ma ngoại đạo hết thảy chết hết. Thiên cơ danh chắc chắn thanh danh lan truyền lớn, truyền khắp cửu thiên, thậm chí là cả thiên phần. Vu Tổ thống lĩnh Thiên Cơ Doanh, Tả Kỳ Doanh ha hà cười nói, sát khí tràn ngập. Vô Sinh lão tử hừ lạnh một tiếng, cười ha hà nói, làm ác thì nên làm đại ác. Sau trận chiến này, Thiên Cơ Doanh sẽ phải xóa tên khỏi cửu thiên thần giới cho lão tử. Giết! Ngạc Tổ quát lớn, hóa thành cự nhạc đế vương, hướng lên trời mà dựng lên, hướng vào đám Vu Tổ Thiên Cơ Doanh mà giết. Vu Tổ Tả Kỳ Doanh cười lạnh, thân hình nhoáng lên một cái, một lá cờ lớn từ phía sau dâng lên bay phất phới. Chỉ thấy từng tôn thánh hoàng đứng ở phía trên đại kỳ, các loại đạo môn kêu vo vo hiện ra, chiếu ra những tia sáng kỳ dị, cùng nhau thúc giục lá cờ thần võ này bay về hướng Ngạc Tổ. Không thể đếm hết được vu pháp, thánh bảo, rồi thì tổ binh từ trong thành bay vọt lên cao, gào thét đánh về phía doanh chủ 18 doanh của Thiên Cơ Doanh. Ngàn vạn đạo hạ quang màu tràn ngập trên hư không Ngọc Hoàn Thiên. Cùng lúc đấy, 18 doanh, Vu Tổ thân hình đều chấn động. Hữu Kỳ Doanh, Thiên Cơ Doanh, Hoa Cái Doanh, Thiên Thuyền Doanh, Liễu Đạo Doanh, Bại Qua Doanh, rồi Tạo Phụ, Ngũ Sa, Tam Thai, Tam Trụ. Vu Tổ các doanh đều bay thẳng lên trời. Chỉ thấy đại kỳ thổi quét, Thiên Cơ Hoa Cái, Thiên Huyền Thiên Trụ, Thần Trụ Đài Ngọc Kim Thai, bao gồm nhiều tổ binh đều hiện lên ở giữa không trung. Chỉ thấy cao thủ các Thiên Cơ Doanh đều đổ xô vào mà đứng kín mít ở các phía trên các loại tổ binh. Bây giờ bên trong Ngọc Hoàn Thiên xuất hiện các vu pháp, thánh bảo cùng tổ binh đều ầm ầm đánh xuống như mưa vậy. Tổ vương thần thành tứ phía ngũ liệt, quần sơn đổ nát. Giết, giết sạch ma đầu cho đất trời này được sạch sẽ. Trong nháy mắt, chiến đấu liền bốc lửa, bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thân thể từng vị thánh hoàng thình thịch nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Các loại đạo môn thánh bảo vỡ vụn, tràn ra khắp nơi các loại đạo văn, đạo ngân, đạo vận cũng đều vỡ vụn cả. Diệp Phúc trầm giọng nói, mọi người đi theo ta. Lời của hắn vừa ra khỏi miệng, chỉ nghe Cực Lạc lão tổ gào thét xông về phía trước quát lớn, ha, không sai, mọi người đi theo ta, trăm ngàn lần không cần tẩu tán. Chúng ta đi trước bắt giữ vài vị mỹ kiểu nương kia, sau đó lập tức thoát thân. Thiên lý như đao. Lão dâm tăng này tinh thần phấn chấn hăng hái, một đao ở nơi tay mở một đường máu ở phía trước, đi thẳng đến chỗ mấy vị Thiên Cơ Doanh nữ đệ tử kia. Diệp Phúc bất đắc dĩ cũng đành phải đi theo y. Cực Lạc lão tổ một đao vừa bổ tới, đạo vận lưu chuyển, thiên đao nhảy động, ở dưới đao không có hợp lại mà lưu lại hơn 10 cái thi thể thánh hoàng. Đột nhiên chỉ thấy một lá cờ lớn phiêu đãng mà đến, quân lấy ánh đao chấn vỡ thiên đao của y. Chỉ thấy một lão giả cầm một lá cờ lớn ở trong tay, chỉ xéo mặt, phía trên lá cờ máu tươi như thác nước đổ xuống. Hiển nhiên là y cũng giết hại không biết bao nhiêu kiêu hùng ở trên bảng truy nã, đằng sát khí mà lên tiếng, Cực Lạc lão tổ. Sao? Hữu Kỳ danh chủ, Long Sơn lão tổ sao? Cực Lạc lão tổ cũng dừng tay lại, sắc mặt nghiêm trọng, ha hả mà cười nói, Long Sơn, ta và ngươi cũng không phải lần đầu tiên tranh đấu. Lúc trước ngươi đuổi giết lão tổ ta, còn không phải không nề hà gì ta hay sao? Lúc này đây, nói không chừng lão tổ ta còn có cơ hội thắng ngươi một bậc, đem ngươi chém tại dưới đao kìa. Lão dâm tăng, lần trước cho ngươi đào thoát được, lần này Thiên Cơ thần vương tự mình dẫn cao thủ đến đây, Thiên Cơ danh đại quân của ta tề động, ngươi chỉ còn có thể lấy đầu đền tội thôi. Long Sơn lão tổ cười ha hả, lá cờ lớn chấn động, bang một tiếng bay lơ lửng ở trên không trung. Chỉ thấy cao thủ Hữu Kỳ Doanh đứng ở trên mặt lưng của lá cờ, đầu dưới chân trên từng đạo thân hình giống như là rơi đổi chiều vậy, phiêu nhiên từ trong lá cờ bay xuống. Ngàn vạn thánh bảo đánh thẳng, nhất tề công tới hướng Cực Lạc lão tổ cùng với đám người Diệp Húc. Long Sơn lão tổ lệ tiếu, đột nhiên thân hình trên không trung lăn một vòng, hóa thành một con rơi đầu trắng to lớn vô cùng. Lá cờ lớn trên thân thể của y nhanh nhẹn phiêu động bay phất phới. Trên lá cờ, các cao thủ Hữu Kỳ Doanh từ trên cờ hạ xuống, sau khi phát động công kích liền dừng ở trên người của hắn, lập tức bắn lên tiếp tục đổi chiều ở trên cờ. Long Sơn lão tổ vỗ cánh đánh tới, ngàn vạn thánh bảo vu pháp đạo môn nhất tẻo anh tới. Y cười khanh khách nói, Cực Lạc lão tặc,
ngươi lần này có thể trốn hướng nào nữa đây? Cực Lạc lão tổ ra sức ngăn cản, hắn không chịu nổi nhiều cao thủ đông đảo như vậy công kích, liên tiếp phải bại lui. Ngàn vạn đạo vận đao quang ở phía trước phía sau tung bay, cắt liệt vào trong hư không, người cũng áp nhập vào trong, nên mất đi liên hệ với đám người Diệp Húc. Sư đệ, Thiên Cơ Doanh được huấn luyện nghiêm chỉnh, điều hành thống nhất, chúng ta bất quá chỉ là một đám mua hợp thôi, từng người tự chiến, lâu dài chắc chắn sẽ thất bại, khó có thể thoát thân được, cho nên chúng ta phải thoát thân sớm. Ứng Tông Đạo nãy giờ không có ra tay, chỉ nhìn xu thế chiến đấu, trong nháy mắt liền bao quát toàn bộ chiến trường, trầm giọng nói. Ở phía sau, Diệp Húc luân hồi thiên môn vặn vẹo thời không, đem đủ loại công kích của mình cắn nát. Hắn nghe vậy liền phóng mắt nhìn tới, chỉ thấy chiến trường hỗn loạn đến không chịu nổi, mà ở trên đỉnh đầu bọn họ, từng lá cờ lớn phiêu động, thiên trụ kim thai, hoa cái thiên câu liên tục chớp lên không ngớt, đâu vào đấy, lần lượt đem đám quân hùng ở trên bảng truy nã phân cách thành từng khối, từng khối. Xác thực, trên chiến trường có người chỉ huy. Ma Hoàng cũng phát hiện dị trạng, liền trầm giọng nói. Sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ bị vây khốn, chỉ có thể chết trận. Muốn giết để đi ra ngoài, phải tìm được tên chỉ huy chiến trường kia. Thế nhưng Thiên Cơ Doanh 18 doanh chủ giờ phút này cũng đã ra tay chém giết. Chỉ huy chiến trường, cứu cánh rốt cuộc là ai đây? Ánh mắt Hạng Tịch chớp động, quét tìm mọi nơi, trầm giọng nói. Các người xem, là mấy tên nữ đệ tử Thiên Cơ Doanh kia chỉ huy chiến trường. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không chiến trường kia vài cô gái ngồi trên ghế thiên bay xuống tổng thể cục, trong đó có một nữ tử tuổi thanh xuân, thường thường di động một chút quân cờ, mỗi một quân cờ di động liền thấy trong thiên doanh một doanh ngầm rung chuyển, cắt nhập bên trong quần hùng, đại sát tứ phương. Cái đầu thật lớn của ngạc tổ kia từ không trung rơi xuống, đập sập một mảnh núi non cao vút trong mây, cái đầu rơi trên mặt đất lăn lộn mấy vòng, đôi mắt mở cực lớn, thật lâu không thể nhắm lại. Diệp Húc cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy đôi mắt ngạc tổ mở ra, vô thần nhìn về phía thiên không. Vị vu tổ này tuy rằng hung tàn, hung ác, giết người không tính toán, thế nhưng tính tình cương trực, trời không sợ, đất không sợ. Bị giọt thủy châu của Đàm Tổ Thần Vương tri ân, liền suối vàng tương báo, chết đụng Thiên Cơ Thần Vương. Hôm nay rốt cục chết ở dưới tay nhiều cao thủ Thiên Cơ Doanh công kích. Không chỉ có y, các cao thủ khác trên bảng truy nã như là Vô Sinh Lão Tổ, Ác Tăng Đà La Ni, Phẫn Nộ Tôn Vương và các cường giả cấp bậc vu tổ khác cũng bị lăn vào hiểm cảnh, bị cô gái kia lấy ván cờ khống chế 18 doanh luân phiên hãm giết. Thiên Cơ Thần Vương quả nhiên thấy rõ được thiên cơ, đã tính toán không bỏ sót. Mặc dù chân thân của y rời đi cùng Đàm Tổ Thần Vương ác chiến, thế nhưng cũng đã an bài xuống dưới hết thảy, đủ để gạt bỏ tất cả chúng ta. Thật không hổ là biến lãm chư thiên thần vương. Trong mắt Diệp Húc tinh quang chớp động, hắn vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng đến chỗ mấy cô gái Thiên Cơ Doanh, dài thanh mà nói. Sư huynh, Ma Hoàng, tổ sư, các người đi trước tiếp ứng Cực Lạc lão tổ, ta đi giết mấy người nữ tử kia vậy. Được, Ma Hoàng, tổ sư, chúng ta cùng nhau động thủ. Tuy Cực Lạc lão tổ tuy rằng không chịu nổi, nhưng cũng là tính tình cương trực, bình thủy tương phùng, đối với chúng ta cũng thành thành thật thật, chúng ta cũng nên cứu y. Ứng Tông Đạo cười ha hả, tả áo trắng chấp động. Ba người hướng trùng thiên bay lên, liều chết mà đi về hướng của Cực Lạc lão tổ. Vi Diệu Viên Thông chân quân xuất hiện, ba người điều khiển vị viễn cổ chân nhân này nhảy vào trong Thiên Cơ Doanh chứa nhiều cao thủ, làm vặn vẹo quy tắc của thiên. Chỉ thấy những thánh hoàng này không bị khống chế, giống như đều rơi xuống vậy. Ma Hoàng cùng Hạng Tịch đứng ở trên đầu vai của trùng hư, cắt đầu một đám sinh mệnh, rồi tiến đến hướng của Cực Lạc lão tổ. Cùng lúc đó, một đạo lưu quang trong nháy mắt đã thoát ly chiến trường, phóng thẳng đến chỗ mấy vị nữ đệ tử của Thiên Cơ Doanh. Tiểu thư, có người tới rồi. Bên cạnh vị nữ tử áo tơ trắng kia, mấy người nữ tử khác đều đứng dậy, sắc mặt khẩn trương nói. Vị nữ tử áo tơ trắng kia cười lạnh nói. Không sao đâu, cha ta tính toán không bỏ sót, nhiều vu tổ trên bảng truy nã đều ở trong lòng bàn tay của ta cả. Người tới chắc chỉ là một tên tiểu rắc sắc, các ngươi vừa chắn vừa đỡ, đem hắn giết đi để bảo vệ cho ta là được, để ta một lưới bắt gọn bọn hung đồ này. Dạ. Mấy thiếu nữ kia lập tức phi thân lên, hướng đạo lưu quang mà nghênh đón, miệng khẽ kêu. Giết. Đạo lưu quang kia đột nhiên bành trướng, ngàn vạn đạo hạ quang nở rộ, hóa thành một cái đại thủ, ầm ầm nghiền ép mà đến. Mấy tên nữ đệ tử Thiên Cơ Doanh kia chưa kịp phản ứng,
thân thể mềm mại đột nhiên nổ bung, hóa thành một đám mây máu, nhuộm đỏ cả cái tay lớn kia. Ngay sau đấy, Diệp Phúc hiện ra tại bên trên không, nơi vị nữ đệ tử áo tơ trắng kia, bàn tay to ầm ầm úp xuống. Nguyên lai, hãy còn có một cao thủ. Cha ta tính toán không bỏ sót, chỉ là tính sót một người. Người này phải là xếp hạng thứ nhất trên bảng truy nã, Diệp Phúc Diệp Thiếu Bảo. Như vậy người này chính là Diệp Thiếu Bảo rồi. Cha ta cho rằng ngươi không dám tới, tuy nhiên ta không có tính sót ngươi. Diệp Thiếu Bảo, ngươi tuyệt đối không thể ngăn cản thần binh do thần vương luyện thành đâu. Ván cờ Thiên Cơ. Ánh mắt của vị nữ tử áo tơ trắng kia lộ ra vẻ mặt vẫn không kinh hoàng, áo tơ trắng chấn động giống như kim thiết, kêu lên bong bong. À, cũng không ngẩng đầu lên, bàn tay thon thon ngọc ngà giơ bàn cờ lên nghênh đón bàn tay to của Diệp Phúc. Ván cờ Thiên Cơ tự hạ xuống mà nghênh đón. Chỉ thấy trên bàn cờ quân cờ vuông, quân cờ tròn, quân cờ đen, quân cờ trắng, đường ngang đường dọc, quân cờ rất nhiều. Không giống như người thường chơi cờ, đường ngang đường dọc không phải 10 đường, 20 đường, cũng không phải 19, 18 đường, mà là hơn 49 đường. Diệp Phúc giống như đột nhiên từ thế gian độc lập đi ra ngoài, tiến vào một ván cờ thế giới, hóa thành một quân cờ trong bàn cờ này vậy. Sao? Là thần binh ư? Diệp Phúc thu hồi bàn tay to, nhìn khắp mọi nơi đánh giá. Trong ván cờ Thiên Cơ, thần văn đại đạo cực kỳ xa lạ, đem đến cho hắn một loại cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Loại thần văn đại đạo này không giống với tam thập tam thiên, cũng không giống với 3000 thế giới, không giống với các tầng địa ngục, rất là kỳ diệu. Không sai, đây đúng là Thiên Cơ thần vương cha ta tự tay luyện chế thần binh, tên là ván cờ Thần Cơ. Vị nữ tử áo tơ trắng kia sắc mặt lạnh nhạt cười nói: Ván cờ Thiên Cơ bao gồm đạo vuông tròn, quân vuông là đất, quân tròn là trời. Quân cờ vuông mà yên lặng, quân cờ tròn mà động, lấy pháp thiên địa. Diệp Thiếu Bảo, ngươi có từng nghe qua đại đạo 50, thiên diễn 49? Ta đây bàn cờ ván cờ Thiên Cơ chính là thiên đạo, bao la vạn tượng, không chỗ nào không tha. Loại người sơn dã mãn phu như ngươi nhất định chưa được chứng kiến đúng không? Ngươi đã giết đệ đệ của ta, này thiên lý tuần hoàn báo ứng, cho ngươi chui đầu vào lưới, đưa đến trong tay của ta. Sao? Đệ đệ của ngươi ư? Là vị thiếu chủ Thiên Cơ Doanh tên là Thiên Canh đúng không? Diệp Phúc lộ ra sắc mặt cố nhớ lại, hình như là có một nhân vật như vậy ở tiểu nguyên giới trong Ngọc Hư Cung bị chính mình tùy tay giết chết, nhưng ấn tượng vẫn không sâu lắm. Thế nhưng ván cờ Thiên Cơ của Thiên Cơ Thần Vương xác thực khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Thiên địa đại đạo mà Thiên Cơ Thần Vương sử dụng với thiên địa đại đạo mà hắn chứng kiến trước nay hoàn toàn bất đồng, không giống nhau, vẫn là một loại đạo lý mà hắn trước đây chưa từng gặp. 49 thiên đạo ư? Quả nhiên kỳ diệu. Thiên Cơ Thần Vương thật không hổ là tướng tài đắc lực nhất dưới trướng Thương Thiên Đế Tôn, rõ ràng là có thể luyện ra được 49 loại thiên đạo, tài tình xác thực đến kinh người. Thế nhưng người nói thiên đạo chỉ có 49, vậy là 10 phần sai rồi. Diệp Phúc ngẩng đầu cười ha hà nói: Thiên địa đại đạo nhiều đếm không xuể, há lại chỉ có số lượng 49 thôi. 3000 thế giới, tam thập tam thiên, 18 tầng địa ngục, trong đó đều bao gồm đại đạo, đâu chỉ có 49 đạo chứ. Mặc dù là thiên đạo cũng chỉ là một trong số đó thôi. Thiên Cơ Thần Vương đã chết mất con trai, nay lại đưa tới con gái. Nếu ta giết ngươi, cướp lấy ván cờ Thiên Cơ, đem 49 thiên đạo dung nhập bản vương khai thiên kinh của ta, là có thể làm cho ta tu vi lại tiến thêm được một bước rồi. Phá cho ta. Quanh thân của hắn chấn động, ngọc lâu bay ra, chỉ nghe tùng một tiếng trống vang lên. Si Thiên Ma Tổ từ trong lầu ầm ầm nhảy ra, hùng tráng như núi. Tám cánh tay đều tự nắm lên một cây cột đồng, một tiếng ầm vang hung hăng ném về phía bàn cờ Thiên Cơ. Cột đồng ở trong tay Si Thiên Ma Tổ là do Diệp Phúc vào trong Huyền Thiên Địa Cung cướp đoạt đem về. Trong nội cung của Huyền Thiên gần như đã bị hắn vét đến tận đáy, thậm chí ngay cả 8 cây cột đồng khởi động địa cung cũng đều bị hắn hạ xuống mà khiêng đi. 8 cây cột đồng này chính là Huyền Thiên Đại Đế tự tay dùng tài liệu cấp thần binh để mà luyện chế. Những cột đồng này mặc dù không có uy lực gì, thế nhưng chỉ cần sức nặng của nó cũng làm cho vu tổ bình thường đều không thể dễ dàng mà nhấc lên được. Chỉ có Si Thiên Ma Tổ, thiên sinh ma thần bậc này mới có thể đem 8 cây cột đồng cầm ở trong tay, cử trọng nhược khinh. 8 cây cột đồng này nện xuống, lay động thiên đạo thần văn, chỉ thấy thiên đạo thần văn không ngớt nhảy động, bắn lên vô số quân cờ. Vị ma thần này lại thêm 8 cây cột đồng, lực lớn vô cùng, lay động thiên đạo, sát khí cực mạnh, chấn động, làm cho nữ tử áo tơ trắng kia thét lên một tiếng, khóe miệng đổ máu, vội vàng triệu hồi ván cờ Thiên Cơ.
cánh tay thon như ngọc vươn ra, kích thích các quân cờ ở trong bàn cờ. Diệp Húc nhất thời chỉ thấy vô số quân cờ cực lớn như những ngôi sao, đều hướng về phía mình mà đè ép đến. Cùng lúc đấy, thiên đạo thần văn kia chớp lên thật mạnh, thêm vào những quân cờ đen trắng này, làm cho uy lực của những quân cờ này càng mạnh lớn hơn nữa. Nếu như đổi lại là những vu tổ bình thường, chỉ sợ có tiến lên tổ binh cũng không có bao nhiêu lực phản kích, chỉ có thể bị dồn ép thành bột mịn. Được, ta sẽ dốc hết sức phá nát cái thiên địa này. Diệp Phúc quát lớn, tám cây cột đồng ở mầm quét tới, đánh bay đi vô số quân cờ. Ngón tay tinh tế của nữ tử áo tơ trắng kia bị chấn phải bắn lên cao, pang pang nổ tung, hóa thành một đám mây máu, không khỏi thét lớn một tiếng. Tên tiểu tử này có thể thúc giục hoàn toàn ma thần lực, ta không phải là đối thủ của hắn. Tuy nhiên, ta cũng không phải là không có thủ đoạn khắc chế. Thiên Nguyên Đại Kỳ. Nàng bị chấn phải liên tục mà hộc máu, vội vàng phun ra một hơi, hóa thành đầy trời đạo văn đạo ngân tuôn vào bên trong cột cờ. Nhất thời ván cờ xoay chuyển, các loại quân cờ dày đặc hạ xuống. Chỉ trong một thoáng, ván cờ liền trải rộng, bịt kín tất cả mọi nơi, cẩn thận phá hỏng tất cả các sinh lộ của Diệp Húc. Đại đạo 50, thiên diễn 49, thiên cơ thần vương đến tuyệt cùng vẫn không đạt tới 50 đại đạo, nên không thể vây khốn ta được. Diệp Húc cười ha hả, chỉ thấy vô số quân cờ trên bàn cờ nhảy lên không ngừng, giống như phía dưới có một con cự thú đánh thẳng về phía trước. Nữ tử áo tơ trắng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tất cả quân cờ trên bàn cờ hạ xuống, nhưng lại còn có một quân cờ không có rơi xuống, thì không khỏi thở dài một tiếng. 49 thiên đạo của cha ta đến tuyệt cùng vẫn không có đầy đủ, không chống được sức mạnh của người này, thế cho nên ta mới có thất bại này. Diệp Húc khống chế Si Thiên Ma Tổ phá ván cờ thiên cơ phong ấn, rồi phóng thẳng lên cao, cột đồng hạ xuống hung hăng nện vào ván cờ. Trong chốc lát, quân cờ sôi trào, thần văn nổ bung tung tóe. Trong lòng nữ tử áo tơ trắng biết chuyện không thể làm được, lập tức thúc giục tu vi, ý đồ thu ván cờ rồi bứt trở ra. Chỉ thấy Diệp Húc một trụ đồng nện xuống một cái, làm chấn động tinh thần của nàng, oanh kích tu vi của nàng gần như là nổ hết, thân thể liền dập nát. Ánh mắt của nữ tử áo tơ trắng lộ ra thất thái quyết liệt, tóc đen phía sau bay lên, đột nhiên lắc mạnh. Những sợi tóc chặt đứt cảm ứng tự thân cùng với ván cờ thiên cơ, rồi lập tức nhanh nhẹn lui ra. Chỉ thấy một lá cờ lớn xoắn tới, che khuất đi thân thể mềm mại của nàng. Diệp thiếu báo, mối thủ giết em của ta, mối hận cướp đoạt bảo vật của ta, ta, Thiên Giao Cơ, chắc chắn sẽ trả thù lại ngươi. Thân hình của nàng dần dần biến mất ở sau lá cờ lớn, cười lạnh mà nói. Tiểu thư, người vừa rồi là ai vậy? Thậm chí ngay cả tiểu thư cũng không thể chắt diệt được người này, ngược lại còn bị người này bức lui, cướp đi ván cờ thiên cơ vậy. Người huy động đại kỳ đúng là doanh chủ Tả Kỳ Doanh, vội vàng lên tiếng hỏi. Nữ tử áo tơ trắng kia thở dốc một cái, bình phục lại thương thế, rồi cười dài nói. Người xếp hạng thứ nhất trên bảng truy nã ác nhân của thiên giới, Diệp Phúc Diệp Thiếu Báo, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đệ đệ của ta cùng các thần tử khác, thậm chí cả Lăng Tiêu Thái Tử có thể chết ở dưới tay của hắn, thực sự không phải là hắn may mắn. Ồ, té ra là Diệp Phúc Diệp Thiếu Báo, chẳng lẽ là người thứ nhất trên bảng truy nã lại thực sự cường hãn như vậy sao? Tả Kỳ Doanh chủ lập tức chấn động đại kỳ, đang đằng sát khí mà quát. Được, ta sẽ đi giết hắn. Không cần. Nữ tử áo tơ trắng lập tức lên tiếng. Việc quan trọng là phải giết sạch đám ma đầu trên bảng truy nã này. Còn về phần Diệp Húc Diệp Thiếu Báo, với tâm tính của người này chắc chắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nếu là hắn dám trở về, ta tất nhiên muốn hắn chết ở trong trận này. Trận pháp đại trận thiên cơ ta sớm đã rõ ràng ở trong lòng bàn tay. Không có ván cờ thiên cơ, ta cũng có thể thao túng đại trận. Các ngươi cần phải nghe ta phân phó, rảo sát những người này cũng không phải chuyện đùa. Cẩn tuân tiểu tư phân phó. Nữ tử áo tơ trắng ngẩng đầu nhìn về hướng Diệp Húc, chỉ thấy Diệp Húc thu hồi ván cờ thiên cơ để vào trong ngọc lầu của mình, rồi cũng cẩn thận nhìn về hướng của nàng. Diệp Húc mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hắn nâng tay phải lên ngang cổ, cưa cưa một chút, làm cho Thiên Giao Cơ không khỏi hận đến ngứa răng ngứa lợi. Diệp Húc cười ha hả, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới 18 doanh Thiên Kỵ Doanh, các loại tổ binh như long liên tiếp hợp cùng một chỗ, đem chiến trường hóa thành một bàn cờ như trước, tung hoành chém giết, đánh đâu thắng đấy, không gì cả nổi. Nữ nhân này sắc thực lợi hại, tu vi tuy không cao, thế nhưng tâm trí lại rất đáng sợ. Diệp Húc trong lòng thất kinh. Diệp lão đệ,
chúng ta phải phá vòng vây đi trước. Mau, mau đi thôi. Cực Lạc lão tổ, cả người đầy là máu, cùng đám người Ứng Tông Đạo, Ma Hoàng đứng chung một chỗ, thở hồng hộc cao giọng quát lên. Y được đám người Ứng Tông Đạo cứu viện, lại nhìn thấy Vi Diệu Viên Thông Chân Quân bức lui Long Sơn lão tổ, thật vất vả mới thoát khỏi vòng vây. Trải qua tất cả những chuyện này, đã hiểu biết đến thân phận chân thật của đám người Ứng Tông Đạo. Hiểu rõ hơn là cái gia châu thổi thiên kia, ngày đó chính là Diệp Húc. Y cũng hiểu biết bản thân mình đã bị những kẻ cặn bã này lừa gạt hết lần này đến lần khác. Thế nhưng y lại vẫn như trước, lấy bốn người bọn họ kết bái thành anh em kết nghĩa. Tu vi và thực lực của đám người Ứng Tông Đạo còn chưa đủ để la ra khỏi vòng vây. Vẫn là dựa vào thực lực của y cùng thúc giục Vi Diệu Viên Thông Chân Quân, lúc này mới có thể còn sống mà lao ra ngoài. Diệp Húc, Diệp Thiếu Báo, người có dám tái nhập trận của ta, ta và ngươi lại nhất quyết tranh cao thấp hay không đây? Thiên Giao Cơ thân hình nhanh nhẹn đứng ở trong Thông Thiên Trụ thuộc Tam Trụ Doanh, ngẩng đầu lên nhìn, cười khanh khách nói. Diệp Úc tay áo tung bay lên tiếng. Quân tử không nhịn được việc nhỏ, nay ta đã có được đồ ta muốn, sao ta lại đem thân mạo hiểm đây? Ngươi tên là Thiên Giao Cơ phải không? Ừ, tên rất hay. Giao Cơ, lần khác ta sẽ tất tự mình mà thải bổ ngươi. Thiên Giao Cơ bực tức đến nỗi sắc mặt xanh mét, hận không thể lập tức chụp tên tiểu tử này mà ma diệt chí tử. Diệp Húc cười ha hả, đang muốn xoay người rời đi hội hợp cùng đám người Cực Lạc lão tổ, đột nhiên ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy bên trong đại trận của Thiên Cơ ma khí quay cuồng, đám người Hắc Thiên Ma Tôn bị nhốt trong trận, bốn phương vỡ lở, đau khổ chống đỡ không thể thoát thân được. Sao, bọn họ cũng tới sao? Sắc mặt Diệp Húc trầm xuống, quay đầu nhìn đám người Ứng Tông Đạo, Cực Lạc lão tổ chần chừ hạ xuống lên thầm nghĩ. Đám người Bắc Đế Ma Tôn ta tuy rằng không biết, thế nhưng Đại Hắc Thiên đối với ta lại có ân. Ta đã từng nói qua, nếu như bọn họ gặp nạn, có thể đầu nhập vào chỗ ta, ta sẽ tới che chở cho bọn họ. Nay bọn họ gặp nạn, không thể không cứu được. Lão đệ, sao còn không đi đi? Lúc này, Cực Lạc lão tổ thấy đại trận xoắn tới, vội vàng tay áo một quyển, mang theo đám người Ứng Tông Đạo bứt ra lui về phía sau, tránh đi đại trận, miễn sao cho không khỏi bị cuốn vào trong trận. Cực Lạc lão ca, các người đi trước đi. Bên trong trận ta còn có mấy bằng hữu, ta cứu xong bọn họ liền lập tức đuổi theo các ngươi. Diệp Húc đứng ra xa chắp tay, lập tức xoay người nhảy vào trong Thiên Cơ đại trận, chôn vùi ở bên trong đủ loại thánh bảo, vu pháp, đạo môn cùng với tổ binh. Cái tên khốn thiếu bảo này, hiện tại xông vào trong đại trận chẳng phải là tìm chết hay sao? Ứng Tông Đạo sắc mặt biến hóa, trầm giọng lên tiếng nói. Được, chúng ta trở về. Cực Lạc lão tổ chần chừ hạ xuống, rồi mới cười ha hả nói. Được, trở về, thuận tiện thất tiến thất xuất, bắt giữ mấy kiểu nương nào. Đại trận chấn động, đem Diệp Húc nuốt vào bên trong. Chỉ thấy trận pháp đột nhiên liền biến đổi, lừa phỉnh thiên cơ, phá vỡ hư không toát ra. Thế nhưng lại đem Ngọc Hoàn Thiên phá vỡ thành một cái động lớn, lóe lên rồi mà đi. Đám người Cực Lạc lão tổ đuổi không kịp, chỉ thấy đại trận thiên cơ kia cuốn đi quần ma, đi thiên giới. Diệp Thiếu Báo, không nghĩ tới ngươi còn có thể trở về. Chẳng lẽ nơi này có bằng hữu của ngươi hay sao? Không thể tưởng tượng được, các ngươi những tên ma đầu này, thế nhưng thật ra thật trọng tình, trọng nghĩa. Thiên Giao Cơ đứng ở trong đại trận, nhấc chân gật đầu. À nhanh nhẹn quay lại chỉ điểm đại trận, ánh mắt chớp động cười khanh khách nói. Nếu ngươi không phải ma đầu đứng thứ nhất kia, rồi không giết đệ đệ của ta, thật nó không chừng ta sẽ thật sự là thích ngươi. Sao, yêu thích ta sao? Diệp Phúc nao nao cười nói. Ngươi nghĩ tự mình vùi dập ta được hay sao? Tìm đường chết mà. Thiên Giao Cơ sắc mặt ửng hồng, áo tơ trắng rung lên bay phất phới, đại trận thiên cơ phát ra sát khí vô cùng, khẽ kêu nói. Bản thân ta muốn nhìn xem ngươi sẽ chết như thế nào. Đại trận thiên cơ này lừa gạt thiên cơ, trong trận hôn ám không rõ ràng, đại trận lôi cuốn quần ma cùng với thiên cơ 18 doanh tướng sĩ xuyên qua chằng chằng hư không, chạy trốn vào hàng trăm vạn dặm, đột nhiên thoáng hiện, lập tức lại lọt vào hư không, biến mất không thấy gì, làm cho đám người Cực Lạc lão tổ căn bản là đuổi không kịp. Bên trong đại trận giết chóc không ngừng, mỗi một khắc đều có người chết thảm. Đây là một trường quyết đấu sinh tử, chính ma đối kháng, không có bất kỳ nhân đạo, không có bất kỳ thương hại, chỉ có sống chết. Quần ma trên bảng chuyên á giờ phút này từng người tự chiến, bị Thiên Giao Cơ mở ra đại trận thiên cơ. Các ma đầu nổi danh trên bảng đã chết không biết bao nhiêu người. Giờ phút này Diệp Húc cũng lâm vào bên trong vòng vây, phóng thích hoàn toàn tu vi của chính mình. Luân hồi thiên môn cao ngất,
Ngọc Lâu dựng ở phía sau đỉnh đầu. Những thánh hoàng này một lần công kích còn chưa tiếp cận vào đến bên người hắn đã gặp phải luân hồi thiên môn cắn nát. Mặc dù là dư ba do vũ tổ tổ binh công kích ngẫu nhiên phát ra, dập nát phòng ngự của luân hồi thiên môn cũng không có cách nào phá vỡ thế công Ngọc Lâu của hắn được. Xẹt xẹt xẹt, hắn bấm tay liên đạn, từng tôn thánh hoàng thiên cơ doanh mi tâm đột nhiên mở rộng, sinh cơ đoạn tuyệt, thây ngã đương trường, đơn giản mà lưu loát. Bên trong Ngọc Lâu thỉnh thoảng lại vươn ra một cái đầu chó thật lớn, mở ra cái miệng to như chậu máu, cắn nuốt thiên địa, hung hăng đem hư không trong trận cắn ra một khối lớn, một miếng nuốt vào mười mấy tên thánh hoàng. Ồ, thỏ thật là nhiều, Long đại gia có thể ăn thống khoái rồi, thành tựu vu tổ cũng không nói chơi. Hạo Thiên Khuyển nay đã muốn luyện hóa các loại linh mạch, thi thể vu tổ ở trong bụng dũng mãnh vô cùng, được Diệp Húc tế lên, há mồm nuốt từng miếng lớn, so với cái gì mà thánh bảo đều phải lợi hại hơn rất nhiều. Diệp Húc tế lên Hạo Thiên Khuyển, sát nhập vào trong đám người, đánh đâu thắng đấy, không gì cả nổi. Đi khắp chung quanh tìm kiếm Hắc Thiên Ma Tôn và Bát Ma. Đột nhiên một tòa đạo môn bay tới, ầm ầm đánh tới hướng của Diệp Húc cùng Hạo Thiên Khuyển. Đạo môn mở ra, tràn ngập thiên cơ, trong cửa từng đường thiên địa đại đạo ùa ra, thanh thế làm cho người ta phải sợ hãi. Hạo Thiên Khuyển mở to cái miệng rộng, táp tới tòa đạo môn này, dũng mãnh vô cùng. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng cười nói. Một con chó ngu xuẩn, rõ ràng cũng tưởng có thể cắn nuốt đạo môn của ta ư? Chết đi. Chỉ thấy tòa thiên cơ đạo môn này chấn động, trong cửa hơn 10 văn kiện thánh bảo bay ra, gồm có kim linh, kim trung, đồng trụ, cự phủ, đại kỳ, hoa cái, bảo tràng, chiến xa, chiến thuyền. Tất cả đủ loại thánh bảo đều nhốn nháo đánh vào trong miệng của Hạo Thiên Khuyển. Đệ tử thiên cơ doanh tế lên tòa đạo môn này hiển nhiên không phải nhân vật tầm thường, chính là đệ tử thiên cơ thần vương, tu vi sâu dày không so bì được, hơn nữa tâm cơ lại thâm trầm, đem thánh bảo của mình đặt vào trong cửa ôn dưỡng, giờ phút này đột nhiên bùng nổ, vì chính là mục đích để đánh chết cường địch. Một con chó ngu xuẩn, ta đã sắp trở thành vu tổ chỉ là vì do thực lực của ta quá cường đại, còn cần tích tụ tu vi thật khổng lồ mới có thể nhảy ra khỏi đạo môn. Người nọ vẫn là một thiếu niên hăng hái, đứng ở phía trên đạo môn cười ha hà mà nói. Cho nên ta đem thánh bảo của ta đặt ở trong đạo môn ôn dưỡng, hấp thu thiên đạo trong đạo môn. Nay uy lực thánh bảo của ta cũng đã đến gần vô hạn tổ binh, giết ngươi chính chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Hạo Thiên Khuyển giữ tận vạn phần, nuốt vào một miếng, chỉ nghe trong miệng chuyển đến từng trận nổ vang. Đột nhiên từng kiện thánh bảo bay ra, chấn vỡ hơn 10 cái răng trong hàm răng của nó. Máu tươi tràn ra đầy mồm, nó kêu lên ô ô, quang hoảng thảm thiết, trốn vào phía sau Diệp Húc rồi kêu lên. Chủ công, y dám đả thương chó của người kìa, đó là y không để mặt chủ công, giết y đi cho hạ giận kìa. Sao, người chính là Diệp Thiếu Bảo ư? Người cũng chết đi. Thiếu niên kia chấn động thiên cơ đạo môn, chỉ thấy hơn 10 văn kiện thánh bảo gào thét bay lên, oanh xuống hướng Diệp Húc. Nguyên tái ấn. Diệp Húc cờ hững, một trưởng úp xuống, chỉ thấy hơn 10 kiện thánh bảo kia đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn dùng lực mà miết, chỉ nghe thình thịch phát vang, hơn 10 văn kiện đến gần vô hạn tổ binh thánh bảo lại bị hắn tạo thành một đống sắt vụn. Dùng loại thần liệu cũng không kém, uy lực cũng miễn cưỡng khả quan, tất cả dung nhập vào trong ngọc lầu của ta. Trong bàn tay của Diệp Húc, đoạn thánh bảo tàn hại kia trực tiếp hòa tan rồi bay vào trong ngọc lầu, củng cố uy năng của ngọc lầu của hắn. Thánh bảo của thiếu niên kia bị hủy, nhất thời tác động tâm thần, gã nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong lòng kinh hãi, vội vàng lắc mình lui ra. Tiểu tử này như thế nào mà cường hoành đến như vậy, hắn vẫn là thánh hoàng mà. Diệp Húc cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước, một trưởng úp xuống, trưởng ấn hóa thành thạch ma địa ngục bao phủ lấy thiếu niên kia, ngay lập tức ma diệt gã thành tro bụi. Rồi điềm nhiên lên tiếng, không ai có thể đả thương chó của ta được, mà còn có thể toàn thân mà trở ra. Vù vù, một bóng ma đột nhiên bao phủ lấy hắn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một con rơi to lớn lông trắng vỗ cánh bay tới, há mồm kêu lên, âm thanh như sóng ầm ầm đem hư không oanh sập, bất ngờ hướng về phía hắn mà bay đến. Con rơi lông trắng to lớn này chính là doanh chủ Hữu Kỳ Doanh, Long Sơn lão tổ, trên lưng đeo một lá cờ lớn, tất cả thánh hoàng thiên cơ doanh dày đặc treo ở trên cờ, giống như từng hình người rơi. Khi đại kỳ chấn động, những cao thủ này đều hạ xuống, giống như đàn rơi lướt đi, khởi xướng ngàn vạn thế công sắc bén đến vô cùng. Người là Diệp Thiếu Bảo ư?
dám cả gan giết đệ tử yêu mến của thần vương, không thể tha cho ngươi được. Long Sơn lão tổ hùng hổ tiến đến, bộ mặt dữ tợn, hồn nhiên không giống như một thần vương cấp độ vu tổ, mà chính là một đầu yêu ma quỷ quái. Diệp Húc cười ha hả, thiên môn cao ngất, ngọc lâu cao tuyền, đối chiến với Long Sơn lão tổ cùng nhiều cao thủ hữu kỳ doanh công kích. Cái gì mà đệ tử chó má chứ, cái gì mà đệ tử thần vương, ta đã từng giết thần tử chư thiên thần vương rồi, còn có người nào là ta không dám giết chứ. Long Sơn lão tổ giống ra âm ba cùng với tất cả cao thủ hữu kỳ doanh công kích đều dừng ở trên ngọc lầu, chỉ thấy ngọc lầu hơi hơi chấp lên, triệt tiêu ngay cỗ công kích này, một chút cũng không bị hao tổn gì cả. So giống thế gian không ai có thể vượt qua ta được. Diệp Húc khá mồm giống lớn, giống ra một mảnh thiên giới. Long biến phạm độ thiên do hàng tỷ cự long tạo thành, đồng thời giống lớn, âm ba quay cuồng. Trên thực tế, so với Long Sơn lão tổ, giống uy năng còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần. Oanh oanh oanh. Nhiều cao thủ của Hữu Kỳ Doanh bị âm ba oanh kích trong đạo môn tan rã, thân thể liền nổ tung, hóa thành từng đám mây máu, thậm chí ngay cả thánh bảo cũng dày đặc vết rách, hóa thành bột mịn. Long Sơn lão tổ cũng bị một thức này của Diệp Húc xung kích làm cho khí huyết sôi trào, liền vội vàng cuộn lá cờ lớn bảo vệ quanh thân cùng với những cao thủ Hữu Kỳ Doanh còn sót lại. Một tiếng giống này của Diệp Húc đánh chết hơn phân nửa thánh hoàng Hữu Kỳ Doanh. Long Sơn lão tổ sắc mặt nhất thời ngưng trọng, một trận chiến của y cùng với Cực Lạc lão tổ, đệ tử Hữu Kỳ Doanh đều không tổn thương đến vài người, thậm chí Ứng Tông Đạo Ma Hoàng cùng Hạng Tịch khống chế vi diệu Viên Thông chân quân Tiền Lai cùng Cực Lạc lão tổ vây công cũng có thể toàn thân mà trở ra được. Không nghĩ tới khi gặp Diệp Húc, chỉ ngắn ngủi một cái đối mặt liền làm cho đệ tử Hữu Kỳ Doanh của y phải chết thảm đến nhiều như vậy. Chỉ là một tên thánh hoàng mà rõ ràng đã mạnh mẽ đến như vậy. Nếu ta để cho ngươi trưởng thành, thế tất sẽ lại là một đàm tổ thần vương thứ hai. Ngươi không thể tha thứ. Thân hình của Long Sơn lão tổ bay lên, lá cờ lớn quay cuồng bay phất phới, bay tới hướng Diệp Húc. Cùng lúc đấy, y mở cái miệng rộng, một miệng cắn xuống Diệp Húc. Long Sơn lão tổ, chỉ sợ ngươi không biết chứ, vu tổ ta cũng giết qua, hơn nữa cũng không phải chỉ là một người. Tuy nhiên hôm nay ta không phải tới giết ngươi, mà là tới cứu ngươi. Thứ lỗi cho ta không tiếp đón ngươi được. Diệp Húc đột nhiên triển khai một đạo hư vô ấn, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Long Sơn lão tổ kêu lên một tiếng, chấn sập hư không quanh mình, thế nhưng không thấy bóng dáng Diệp Húc đâu cả, trong lòng không khỏi nao nao. Tiểu tử này thoát cũng thật nhanh. Long Sơn sư huynh, ta phụng mệnh của tiểu thư đến đây giúp ngươi bảo vệ tiêu trừ Diệp Húc Diệp Thứ Bảo. Đột nhiên một cỗ xe tiến lại, từ trên xe doanh chủ bước ra, đi theo phía sau còn nhiều cường giả Thiên Cơ Doanh. Doanh chủ dương mắt nhìn xung quanh, nghi ngờ mà nói: "Tiểu thư nắm trong tay đại trận Thiên Cơ, đối với trong trận động tĩnh rõ như lòng bàn tay, tiểu tử đó làm sao có thể đào thoát trên tay của Long Sơn sư huynh ngươi được?" Long Sơn lão tổ cười lạnh mà nói: "Chỉ là một tên Diệp Thiếu Báo, ta còn không để ở trong mắt đâu. Nếu không phải là ngươi, ta chỉ cần thời gian mấy hơi là có thể tra diệt được hắn rồi. Ngươi cố tình lại đây, rồi hắn đi mất rồi còn đâu." Không nên khinh địch. Vừa rồi tiểu thư có nói người này cực kỳ khủng khiếp, có thể so sánh với Vu Tổ, thậm chí ngay cả tiểu thư cũng đều ăn đau khổ ở trong tay của hắn ta, bị hắn đặt mất ván cờ Thiên Cơ kìa. Long Sơn lão tổ nghe vậy trên mặt có chút không nhịn được mà nói: "Chỉ là một tên thánh hoàng, có thể có bao nhiêu khả năng chứ? Ta muốn giết hắn dễ như trở bàn tay vậy." Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 187 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây và cũng là tập duy nhất ngày hôm nay. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 188 vào ngày mai.